nè, khủng chưa? Trời ơi, đây nè, đây 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 đây. Đây đây, cái chậu này ha. Nó còn bự hơn nữa nè. Ui. Chùm cuối đây nè, chùm cuối đây nè. Rồi, hiện tại thì Trinh Trinh đang có mặt tại một cái vườn ben. Nó siêu khủng luôn. Mời mọi người theo chân của Trinh Trinh để tham quan những cái chậu ben siêu khủng ha. Đây mọi người thấy nè, rất là nhiều thân mọi người. Ai thoạt nhìn qua của chú anh chị em thấy nè. Rồi em đếm không dễ luôn. 2 nè, 4 nè. Trời ơi rất là nhiều. Tầm khoảng là 20 thân hơn luôn mọi người ha. Và giá thể là thuần thang. Cây cực kỳ lực luôn. Ai đó của chú anh chị mình ha, rất là nhiều cây ben siêu khủng này thôi. Cái cây này chắc cỡ 30 thân quá mọi người ơi. Đó, và em thấy là mất ngủ sưng rất là nhiều trong lách lá của nó luôn của chú anh chị. Đó này, đó rồi. Đây, vòi nụ lên rất là xum xuê ha. Và với cái dòng ben này á, thì mọi người biết rồi đó, nó là dòng đệ nhất hoa thơm. Đệ nhất hoa thơm mọi người ha, vòi siêu dài luôn. Chăm thì cây sẽ khủng, sẽ lật hơn những cái cây này luôn. Đó mọi người, rồi đây tiếp tục nè, theo chân em sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị mình những cái cây ben khủng hơn luôn mọi người ha. Đây, đó phía bên trong là của chú anh chị đây. Trời ơi, đây, em mới vừa thấy một cái cây ben này, quá khủng lồ luôn. Đó, cây ben này hiện tại là đang bán với mức giá là 1.500.000 đồng của chú anh chị. Đó, trời ơi, quá khủng luôn rồi. Bây giờ em ôm sắp không nổi. Thân tơ lên chi chít ở dưới nè. Đó, mắt ngủ đang lên và đang có vòi luôn. Đó, thì ngày hôm nay cô chú anh chị nào mình có yêu thích những cái chậu ben khủng như này nè, em sẽ lựa cho cô chú anh chị mình chỉ với mức giá vô cùng ưu đãi luôn mọi người ha. Mà ngày hôm nay sẽ bán cô chú anh chị mình với mức giá luôn 499.000, bao phí luôn cô chú anh chị ha. Nhanh tay đặt hàng liền giùm em nè. Rồi nhanh tay đặt hàng để lại thông tin dưới phần bình luận để mình sở hữu ngay được những chậu be nè. Đó, những chậu be siêu khủng về. Cái này về mình khỏi cần ghép luôn mọi người. Mình lấy ra mình lên cái chậu tác phẩm bự ha. Tết năm nay là có được một cái chậu siêu to để mình chơi Tết luôn. Tới đây tới đó là cô chú anh chị mình chăm là ra mấy lần hoa luôn rồi đó. Đó, và mình thay vì đợi tới Tết tới Tây nè, tới ta của chú anh chị mình mới đi săn tìm ben thì lúc đó là hết hàng rồi. Nếu mà còn thì còn những cây xấu thôi. Nhưng mà ngày hôm nay nè, đó, những cái chậu ben này siêu khủng của em nè, mọi người nhanh tay sưu tầm liền chỉ với mức giá 399.000 thôi nha mọi người ơi.